Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì các bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile nhập vai màn hình dọc đến từ Hàn Quốc có tên gọi là Connect:ROG. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Connect:ROG này nhé. Các bạn có thể tải game này bằng file APK và chơi trên điện thoại là giả lập. Game chưa có iOS. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Các bạn thấy ngôn ngữ chúng ta sẽ có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn thôi. Thì mình sẽ chọn tiếng Anh nha. Rất may là có tiếng Anh đấy mọi người ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào game đi. Phần âm nhạc game nó chẳng có gì anh em ơi. Nó có tiếng xì xì, kiểu tiếng gió thổi ấy. Khá là cay, tức là phần âm thanh ở game này mình đánh giá không cao. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Game có đồ họa 2,5D, theo kiểu style phong cách gọi là manhwa. Kiểu nói chung là hoạt hình. Đấy, nhưng mà thiết kế theo kiểu style của Hàn Quốc. Rồi, chúng ta sẽ có một nút analog để điều khiển nhân vật nhá. Đấy, cách chơi của game này đó là game này thì chơi theo kiểu dạng game nhập vai chuyển cảnh, màn hình dọc. Chúng ta sẽ điều khiển nhân vật chiến đấu. Rồi lại phải nói chuyện với em gái này à? Đây, phải dẫn theo em gái này theo. Ồ, các bạn phải dẫn theo nhân vật đi cùng này. Và đi ra đâu đây? Vào game thì nó sẽ có cốt truyện. Ồ, chứ nó không đánh nhau luôn. Rồi, để xem là chơi như nào. Mình hơi thất vọng về phần âm thanh. Ít ra nó cũng nên có một cái tí nhạc nền nó bốc bốc một tí. Đó, còn thấy là nó chỉ có vài cái âm thanh đơn giản thôi. Ui, bị trói này. Em gái này bị trói rồi này. Rồi, đi lên đây nha. Với con game kiểu màn hình dọc và còn kiểu analog này ấy, các bạn chơi hoàn toàn bằng một tay được nhá. Rồi, lại đẩy cửa, lại chuyển cảnh tiếp này. Game nó chơi theo kiểu chuyển cảnh ấy anh em. Aisha là nhân vật nữ này. Đã bị nhốt rồi anh em ạ. Thôi xong rồi, vỡ mồm. Ồ, đây là kẻ xấu này anh em này. Đấy, tức là game này nó cũng có cốt truyện rõ ràng chứ không phải là vào thì đánh nhau luôn. Rồi, chúng ta có Demon, tức là ác quỷ, là sẽ phải tiêu diệt. Đây, sẽ vào chiến đấu nhá. Nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu anh em nhá. Đó, các bạn chỉ cần điều khiển nhân vật thôi. Và lại đến gần thì nhân vật nó sẽ chiến đấu. Và nó sẽ có stamina và nó sẽ sử dụng kỹ năng. À, các bạn lại bấm vào giữa để tụ trưởng. Đấy. Ô, tụ trưởng kiểu gì ta? Lúc nãy mình thấy nó tụ trưởng đấy. Nó sử dụng kỹ năng của nhân vật đấy anh em ạ. Tức là lúc đánh nhau thì nhạc mới lên. Còn bình thường thì nó có tiếng gió thổi thôi. Nói chung là mình không thích cái âm thanh của game này lắm. Đồ họa thì góc nhìn hơi cao một tí. Các bạn thấy nhân vật nó trông hơi bé. Nhưng bù lại cao này thì các bạn phải quan sát rộng hơn. Rồi. Game này đồ họa theo kiểu phong cách self-shading, manga self-shading, kiểu phong cách đồ họa rất là quen thuộc với rất là nhiều người rồi. Đây, dẫn em gái lên theo này. Và tiếp tục. Game nói chuyện hơi nhiều anh ạ. Thật ra mình không nghĩ không cần thiết là phải nói chuyện nhiều này. Mà đánh nhau luôn cho lẹ. Game này game đúng kiểu game đi cảnh đấy mọi người. Game nhập vai hành động đi cảnh. Đó. Nhưng mà game của Hàn thì cũng rất là chú trọng vào cốt truyện thôi. Một tựa game có lối chơi đơn giản nhưng mà cũng có cốt truyện rất là rõ ràng. Mình thấy là cũng ok. Nhưng mà có thể một số bạn thì sẽ thích game nó vào đánh nhau luôn, nhịp độ nhanh hơn. Này, game này nó hơi nhiều thì anh em sẽ cảm thấy là không thích lắm. Lại bị nhốt rồi. Toàn bị điện giật. À, mình nhận được vũ khí mới này, một cái cung. Ồ, cái game này mình điều khiển được 2 nhân vật chiến đấu cả. Em gái này cầm cung này. Ồ, phá cái mỏ đá này. Nhận được một cái đá. Đây, game này nó cần cài đặt nó không có gì anh em nhá. Để lên setting cao nhất luôn. Game nó rất là nhẹ luôn. À, nét hơn rồi này. Cái này là gọi là trình độ nét ấy. Nó hơi mờ mờ một tí, giờ nét hơn rồi. Nói chuyện nhiều nhở. Công nhận là mình chơi nãy giờ thì chủ yếu nói chuyện ấy. Chiến đấu rất là ít. Gần 5 phút rồi. Cái gì đây? Lại vào đây trên đây có cái gì này. Đây, chúng ta có phần nhân vật thì các bạn thể nâng cấp vũ khí của nhân vật này. Thế đấy, game này đánh nhau một tí à. Rồi, nó hướng dẫn các bạn cường hóa trang bị và tiếp tục sẽ tiếp tục vào chiến đấu tiếp nha. Đây, vào chiến đấu. Ồ, bây giờ thì nó kiểu camera thay đổi theo kiểu bắn ngang. Mấy con quái này nó bị màu tím này là lỗi đồ họa nhá mọi người nhá. Do là mình đang chơi bằng giả lập nó bị lỗi đồ họa đấy. Đáng lẽ nó phải có hình dáng cụ thể cơ. Tạm thôi. Tạm nhá anh em nhá, cái này là do lỗi đồ họa game nó cũng chưa tối ưu tốt cho phần giả lập. nên là bị lỗi cái đồ họa nên còn thấy là quái nó màu tím. Thật ra là quái game này thì nó sẽ có hình dáng nó rõ ràng nhá. Thì cái đấy anh em thông cảm bởi vì mình chơi nhanh bằng giả lập ấy, nên mình rất là lười cài bằng điện thoại. Các bạn thấy là quái nó bị lỗi màu tím đây này. Cái này là do giả lập bị lỗi, mình đang chơi bằng BlueStacks bị lỗi. Rồi chúng ta lên cấp thì các bạn sẽ được chọn một trong 3 kỹ năng. Nói chung là sẽ chơi như những con game kiểu Archero kiểu thế. Nhưng mà đồ họa game này thì đồ họa 3D. Chính xác là đồ họa 3D đấy. Và cũng chơi theo kiểu truyền cảnh này. Được cái là góc nhìn camera game này cũng khá là đa dạng. Lúc nãy thì trên cao xuống, bây giờ nó hơi ngang ngang một tí. Đấy, các bạn nhớ nhặt những nguyên liệu nhá, sau này có thể là dùng để chế đồ hoặc là nâng cấp cho nhân vật của mình. Sao để tụ trưởng ta? Đây, các bạn chọn kỹ năng nhá. Đây, được game này thì các bạn sẽ có 2 nhân vật liền. Đấy, các bạn thể chọn điều khiển 2 nhân vật. Đó, nhân vật nó sẽ đi theo và các bạn chỉ cần điều khiển di chuyển và chiến đấu thôi. Chuyển cảnh. Thắng rồi. Vượt ải thành công. Rồi, chúng ta có phần cái cổng này để làm gì ta? À, đây là phó bản này, chúng ta sẽ có các cái phó bản hàng ngày. Thì các bạn thể vào khiêu chiến phó bản. Đây, bây giờ góc nhìn lại từ trên cao xuống đây này. Với con game Connect:ROG này thì các bạn có thể điều khiển 2 nhân vật, thấy cũng khá là hay. Một cận chiến, một tầm xa. Đi ra đây. Rồi, lại quái vật và chúng ta sẽ tiếp tục vào chiến đấu nha. Chủ yếu là mình sẽ điều khiển cái nhân vật cận chiến này này. Còn nhân vật tầm xa nó cứ đi theo nó bắn thôi. Khá đáng tiếc nó bị lỗi cái đồ họa này, mình không nhìn được mấy con quái. Chơi tạm thôi anh em ạ. Cái này do BlueStacks. Đó, các bạn hãy lên cấp thì các bạn hãy chọn một trong 3 cái kỹ năng cho các nhân vật của mình. Hình như là nó tự động sử dụng kỹ năng nhá, mình cũng chẳng phải làm gì đâu. Ui, vừa nổ cái. Như vậy là nhân vật của game này nó sẽ tự động sử dụng kỹ năng luôn. Boss thì phải. Đây, tầng 1. Chúng ta sẽ có 3 tầng liền. Đánh theo tầng ấy anh em ạ. Mình vừa lên tầng 1, bây giờ mình lên tầng 2 này. Game nói chuyện rất là nhiều nha. Đấy. Kiểu mình chưa đánh đã lắm thì nó lại nói chuyện đấy. Mình nghĩ là nói chuyện ít thôi, chả cần thiết phải nói nhiều như này đâu. Thật sự đấy, nói chuyện nhiều quá. Ai à, bị giật mất máu. Nó có bẫy ở đây. Mình phải bấm vào đây đúng không? Đây. Bấm vào đây. Rồi. Đó, giải phóng ấn là mình có thể đi tiếp được. Không là bị giật điện, mất máu. Thôi anh em nhá, họng mình đang có vấn đề một tí. Tôi đang nghi tôi đang bị Covid đợt 2 anh em ạ. Đau họng quá. Ui, bẫy này. Cẩn thận, đây. Cái em gái, tác dụng em gái này đó là giải cạm bẫy anh em. Đó, có cái vòng bảo vệ. Và tiếp tục vào chiến đấu. Đấy, cứ đánh chiến đấu rồi. Giờ lại lên cấp này. Các bạn sẽ chọn kỹ năng đi kèm. Nó là các cái kỹ năng hỗ trợ nha anh em nhé. Ủa, sao đi? Bị chặn đường rồi này. Do something. Ủa, làm sao để đi ta? Chắc phải đi xuống đây rồi. Ủa, nó sao đi nhờ anh em nhỉ? Ủa, Làm sao để đi ta? Ồ, mình chưa biết đâu, mình kẹt rồi này anh em này. Làm sao để đi tiếp nhỉ? Ủa, thực sự là cái này một số cái mình chưa hiểu lắm ấy. Ủa, làm sao để đi tiếp nhỉ? Khó đấy. Thế đấy. Hay nó bị lỗi gì ta? Ủa, chả hiểu cái gì cả. Ok, thì như vậy thì cậu vàng cũng giới thiệu như... Thôi chắc mình tạm đây, bạn nào quan tâm thì có thể tải chơi thử nhá. Thì mình cũng giới thiệu cho anh em về một con game nhập vai hành động đi cảnh có tên gọi là Connect:ROG. Thì bạn nào mà quan tâm thì có thể tải và chơi thử con game này nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vàng. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe kênh Top Game Live. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.